we sail a little bit high. Đang đứng trước ủy ban thành phố ngay góc đường Lê Thánh Tôn và Nguyễn Huệ. Hôm nay là chiều 27 Tết nè các bạn. Lúc này đường phố rất là vắng vẻ rồi. Một số người đã bắt đầu về quê rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào xem đường hoa Nguyễn Huệ đã chuẩn bị như thế nào cho ngày khai trương vào 28 Tết nhé. Đang đứng ngay mặt trước của ủy ban nhân dân thành phố để bạn thấy là ngay chỗ tượng đài Bác Hồ, rất nhiều người dân thành phố đang xuống thỉnh cho một bộ ảnh đón chào năm mới. Cô nữ trong tà áo dài rất là thướt tha. Một ngày nữa là đường hoa Nguyễn Huệ 2018 sẽ chính thức khai mạc mở cửa cho người dân vào tham quan. Lúc này thì đường hoa Nguyễn Huệ đã bắt đầu cơ bản hoàn thành xong các trang trí tiểu cảnh và các hình tượng chú chó linh vật của năm nay rồi. Lúc này là chúng ta đang hướng về mặt đường Tôn Đức Thắng nè các bạn. Chúng ta cũng thấy là tiểu cảnh hình các chú chó với hàng chữ Tuân Mậu Tuất. Đường hoa Nguyễn Huệ 2018 có chiều dài là 720m, bắt đầu từ ủy ban nhân dân thành phố cho đến đường Tôn Đức Thắng. Năm nay thì đường hoa Nguyễn Huệ lấy hình ảnh là chú chó Phú Quốc làm biểu tượng linh vật. Cái này thì đường hoa Nguyễn Huệ chúng ta nhìn thấy là cơ bản đã được hoàn thiện xong. Đây là hình ảnh chú chó được kết bằng các bông hoa. Ngay trong đường hoa Nguyễn Huệ chúng ta nhìn thấy là rất nhiều nhân viên của ban tổ chức và của các báo chí truyền thông, họ đang đến đây tác nghiệp. Một điểm mới lạ rất thú vị của đường hoa Nguyễn Huệ 2018 là năm nay có rất nhiều công nghệ mới được áp dụng và những chất liệu trang trí hình ảnh rất là lạ mắt. Đặc biệt khi màn đêm buông xuống thì những công nghệ mới này sẽ hỗ trợ cho người dân du khách có những tấm hình đẹp với những ánh sáng chiếu sáng rộng xa. Mọi người rất là háo hức mong chờ được vào tham quan và chụp hình đến ngày mai 28 Tết vào lúc 19 giờ, đường hoa sẽ chính thức khai mạc và kéo dài cho đến 22 giờ ngày 19 tháng 2, tức là ngày mùng 4 Tết. Đây là tiểu cảnh của những chiếc cầu lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Những chú chim cánh bướm rực rỡ. Chủ đề của hội hoa xuân đường hoa Nguyễn Huệ 2018 là khát vọng vươn xa. Được chia làm ba phân đoạn chính. Chúng ta nhìn thấy là các tiểu cảnh đa phần đã cơ bản hoàn thiện xong rồi. Chỉ còn một số phân đoạn tiểu cảnh thì vẫn còn đang dang dở một chút.
Bên ngoài rất là nhiều người dân háo hức, họ mong muốn được vào chiêm ngưỡng đường hoa, nhưng mà bảo vệ họ bảo rằng là đây là chỉ là những quan khách tổ chức của người chương trình, và các truyền thông báo chí họ mới được vào thôi. Còn ngày mai thì lúc 19 giờ đường hoa mới chính thức mở cửa cho người dân vào tham quan. Đây là phân đoạn thứ ba nè các bạn, chúng ta đang ngắm nhìn phân đoạn thứ ba ngay gần góc đường Tôn Đức Thắng. Lúc này là các nhân viên của đường hoa Nguyễn Huệ đang kiểm tra và sắp xếp lại để cho hoàn thiện hơn, chuẩn bị cho ngày mai bắt đầu khai mạc ha. Này là 5 giờ chiều, trời đã tắt nắng rồi, cái bông hoa rất là khoe sắc rực rỡ. Đây là những bông hoa tú cầu, loại hoa rất là đẹp và đặc trưng của Đà Lạt. Lúc này thì hai bên hàng rào của đường hoa Nguyễn Huệ vẫn còn đang kéo dài, chưa có mở đâu các bạn. Cho nên là hai bên xung quanh rất là nhiều người dân đang háo hức ngắm nhìn chụp hình. Hệ thống đèn chiếu sáng cho đường hoa Nguyễn Huệ năm nay được đầu tư rất là công phu, và có một công nghệ mới, đó là công nghệ chụp hình thực tế ảo, giúp cho người dân có những công nghệ chụp hình rất là đẹp mắt. Chúng ta hãy cùng nhau đón chờ vào đường hoa Nguyễn Huệ khai mạc để chúng ta cùng chiêm ngưỡng xem những nét đẹp đặc biệt của đường hoa Nguyễn Huệ năm nay nhé. Chúng ta đang ngắm nhìn mô hình hệ mặt trời. Hệ thống chiếu sáng được đầu tư rất là công phu nha các bạn. Cho nên nếu mà chúng ta đi chụp hình buổi tối thì chắc chắn sẽ có những bức hình rất là đẹp mắt. Chúng ta đang ngắm tiểu cảnh ba chú chó khổng lồ được tạo hình bằng nghệ thuật laser cut. Đây là một nghệ thuật rất là độc đáo, khi mà chúng ta chụp ở góc độ khác nhau sẽ có những hình ảnh rất là thú vị nha các bạn. Và các bạn thân mến, theo một thông tin vừa mới được biết từ nhà tổ chức thì đường hoa Nguyễn Huệ 2018 sẽ chính thức mở cửa đón người dân vào 21 giờ tối mai 28 Tết. Còn 19 giờ tối mai là lễ khai mạc sẽ được diễn ra, nhưng 21 giờ tối mai mới bắt đầu mở cửa cho người dân chúng ta vào tham quan nhé. Hiện giờ đường hoa Nguyễn Huệ vẫn còn đang chuẩn bị một số công đoạn cuối. Nếu mà bạn nào cần nếu mà bạn nào đến đường hoa Nguyễn Huệ, chúng ta nhớ tham quan ngay tại địa điểm ba chú chó khổng lồ được tạo bằng nghệ thuật laser cut này nhé. Đây là chúng ta nhìn thấy một góc khác của hình tượng ba chú chó được tạo hình bằng laser cut nè các bạn. Đây là mặt sau, nhưng mà nhìn từ phía bên hông, phía bên tay phải ha.
nghệ thuật rất là lạ mắt và độc đáo, đặc biệt của năm nay. Đây là tỉa cảnh những cây xương rồng nè các bạn. Chúng ta nhìn thấy không, vẫn còn đang dang dở. Các công nhân đang chuẩn bị các công đoạn cuối để đón chào cho một ngày mai chúng ta mới bắt đầu khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ. Tuy nhiên thì rất nhiều người dân họ lầm tưởng rằng là đường hoa Nguyễn Huệ đã được chính thức khai mạc hôm nay, nên là nhiều người cứ mong muốn được vào chụp hình, nhưng mà trong khi đường hoa cũng chưa hoàn thiện xong. Chúng ta cũng nhìn thêm những cái tiểu cảnh thú vị khác nữa các bạn. Đây là ba bóng đèn lồng trong những cái khuôn gỗ bên dưới đường cắt rất là thú vị. Ồ, mình mới nghe tiếng mai cam, chắc là của một chương trình phóng sự của truyền thông nào khác mình đây. Các nhân công đang gấp rút chuẩn bị dọn dẹp và xong sửa xong cho các cảnh tiểu cảnh còn đang cần hoàn thiện. Nhìn thấy ha, chúng ta đang đứng phía trước của khách sạn Red. Khách sạn được trang trí đèn và dòng chữ chúc mừng năm mới 2018 rất là sặc sỡ và bắt mắt các bạn.
là người dân đã bắt đầu xuống phố để chụp hình rồi. Là dòng chữ năm 2018 là Xuân Mậu Tuất. Các công đoạn chuẩn bị đang được ráo riết để cho ngày mai đường phố Hoa Nguyễn Huệ 2018 sẽ chính thức được khai mạc. Lúc này là các tử đoàn đang tập luyện để cho vũ đạo ngày mai. Cho buổi lễ khai mạc ngày mai chúng ta sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ. Và sau khi buổi lễ khai mạc diễn ra xong thì đường hoa sẽ chính thức mở cửa đón chào cho người dân đến tham quan. How far can we get if we sail a little?